chào các bạn mình là châu chào mừng quay trở lại với kênh châu studies và đây là video nằm trong chuỗi series giúp các bạn viết câu tiếng anh hiệu quả hơn trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu các vấn đề về câu cùng bắt đầu nhé trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bốn cái vấn đề liên quan đến câu đầu tiên đó là câu chưa hoàn chỉnh hay còn gọi là sentence fragments tiếp theo đó là câu bị quá ngắn choppy sentences rồi là có những cái vấn đề mà liên quan đến sự kết hợp các mệnh đề ở trong câu và cuối cùng đó là câu mà có quá nhiều mệnh đề độc lập và xen kẽ trong những cái nội dung này thì mình sẽ đính kèm theo cái bài tập những cái bài tập ngắn để các bạn có thể vận dụng những gì các bạn vừa được học. Và vấn đề đầu tiên đó là câu chưa hoàn chỉnh hay còn gọi là sentence fragments. Thì khi các bạn tra từ điển cái từ fragments này nó có nghĩa là những cái mảnh, những cái khúc ấy. Rồi thì để hiểu rõ câu chưa hoàn chỉnh là gì thì các bạn có thể xem cái những một số những cái ví dụ mình đã chuẩn bị như sau. Số 1 để mình dịch cái cái câu này ra cho các bạn nhé. Uh, because some students work part-time bởi vì một số sinh viên làm việc bán thời gian uh, trong khi mà đang học rất là nhiều những cái khóa học chấm thì đây là một câu tại vì các bạn thấy ở cuối có dấu chấm này. Tuy nhiên mà khi các bạn dịch cái nghĩa tiếng Việt nó lên thì các bạn cũng đã thấy cái vấn đề ở trong câu này đó là nó bị thiếu, nó chưa có rõ nghĩa. Tại vì ở đây chỉ mới có cái mệnh đề nguyên nhân thôi là bởi vì sinh viên làm việc bán thời gian trong quá trình học thì kết quả hay là cái hậu quả ở đằng sau thì mình chưa có thấy cái chỗ này được đề cập tới đó thì đây là cái vấn đề được xếp vào cái dạng đó là câu chưa hoàn chỉnh đó, thì vì ở đây chỉ mới có một cái mệnh đề phụ thuộc thôi bị thiếu ở phía sau này rồi đó, thì khi chúng ta đã biết được cái vấn đề mà câu này gặp phải đó là câu này chỉ mới có một mệnh đề phụ thuộc thôi thì chúng ta có thể tìm ra được chúng ta biết được cái vấn đề thì chúng ta sẽ tìm ra được cái cách để chỉnh để sửa cái câu này lại đó là các bạn chỉ cần thêm một cái mệnh đề độc lập ở phía sau ừ. như vậy chỗ này bây giờ mình sẽ viết lại cái câu này mình sẽ chấm 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 thôi nhé because đó các bạn sẽ viết lại cái câu này xuống bên dưới cho tới cái chữ courses các khóa học rồi các bạn phẩy một cái chứ mình đừng có chấm câu mình phẩy để mình thêm một mệnh đề độc lập vào thì đây mình sẽ thêm vào là they have very little free time. Rồi tới đây mình mới chấm này. Như vậy bây giờ cái câu này nó đã có đủ hai mệnh đề. Ở phía trước là mệnh đề nguyên nhân bởi vì họ làm việc trong quá trình họ học và mệnh đề phía sau là mệnh đề kết quả nên là họ có rất là ít thời gian rảnh. Rồi như vậy câu này mới là câu chính xác. Để đến với cái ví dụ tiếp theo nhá Ví dụ số 2 mình cũng sẽ dịch tiếng việt ra để các bạn dễ hình dung này for example đây chúng ta có cái từ nối ví dụ phải cái sự tăng về giá cả mà thuê căn hộ chấm vì đây là chấm nên là đây là một câu này tuy nhiên thì nó lại có cái lỗi ở trong này không biết các bạn có phát hiện ra không cái lỗi ở đây đó là there is no verb không có động từ ở trong cái câu này vì phía trước này mới là từ nối này còn nguyên cái cụm này nó chỉ là danh từ thôi sự tăng về giá cả thuê căn hộ thì cái sự tăng này nó ra làm sao nó có ảnh hưởng gì không hay là nó như thế nào thì mình không thấy bất kỳ một cái động từ nào ở phía sau này hết nói như vậy cái đây cũng là một câu chưa hoàn chỉnh vì nó chỉ mới có chủ ngữ thôi thì chỉnh cái câu này lại nó có một số cách để các bạn có thể chỉnh nhé à. Đầu tiên đó là các bạn có thể ở đây cái cái này là cái danh từ là the increase sự tăng đúng không? Thì các bạn biến cái này thành động từ đi thì mình sẽ viết cái câu này lại như thế này nhé. Thì mình sẽ ghi lại cái chỗ này là for, mình sẽ ghi lại cái chỗ này là for example này. Rồi, sau đó các bạn sẽ lấy cái danh từ là mình sẽ lấy cái cụm đó là the cost of renting, cái giá cả mà để thuê một cái căn hộ ấy, Rồi, mình sẽ lấy nguyên cái cụm danh từ đó làm chủ ngữ và sau đó mình sẽ đổi cái danh từ để thì increase này lại mình đổi nó lại thành động từ là increase tăng rồi thì bây giờ mình chấm ở đây ngay đây thì mình có cái câu hoàn chỉnh nó là sẽ là ví dụ cái giá cả thuê căn hộ là nó tăng thì nguyên cái khúc chỗ này nó sẽ là chủ ngữ các bạn nhé nguyên cái khúc chỗ này này rồi và mình sẽ có ở đây là động từ là cái từ increased rồi thì đây là cách sửa thứ nhất còn không có thêm một cách sửa nữa đó là các bạn sẽ viết lại y chang cái câu của người ta này for example phải the increase mình chép lại y chang luôn mình không có thay đổi gì nhiều trong cái câu gốc của người ta hết in the course mình chấm chấm nha tới ngay cái từ apartment rồi mình chép lại y chang cái của câu của của họ phía trên xuống này sau đó mình sẽ thêm tự mình thêm một cái động từ bất kỳ của mình vào thì bây giờ mình sẽ thêm nó trở thành là phát gây ảnh hưởng đến người nghèo poor people chữ people mình viết tắt nhé rồi thì lúc đó lúc bây giờ mình sẽ có chủ ngữ là đây, lấy lại trang cái chủ ngữ của người ta này. Và động từ là mình sẽ có cái từ affected, tự mình thêm cái động từ này vào. Và phía sau poor people mình sẽ có đây là object là vị ngữ này. Đó, thì các bạn lưu ý nhá. Câu ở trong tiếng Anh mình nếu như muốn nó hoàn chỉnh là nó phải có được yếu tố đó là chủ ngữ và động từ. Vị ngữ thì có cũng được, không có cũng sao hết. Trong một số trường hợp chúng ta không cần vị ngữ cũng được. Ví dụ như cái trường hợp phía trên này này các bạn, chỉ cần động từ thôi là đủ này. Nhưng mà dưới này ấy, affected thì phải là ảnh hưởng ai. Ở dưới này phải cần object, phải cần ngữ đó nhưng mà một câu thì luôn luôn bao giờ cũng phải có chủ ngữ và động từ thì khi đó cái câu đó mới hoàn chỉnh thì cái câu gốc của người ta bị thiếu động từ rồi chúng ta cần chỉnh lại theo hai cách như bên dưới mình đã thực hiện và đến với ví dụ số 3 chúng ta có này feeling lonely and failing most of his classes cảm thấy cô đơn và bị rớt hầu hết những cái lớp học bị rớt hầu hết những cái môn học chấm thì cái vấn đề mà câu này gặp phải đó là cái nguyên cái câu này thì nó chỉ mới là một cái cụm từ thôi nó chỉ mới là một cái cụm phân từ thôi chưa thấy chủ ngữ gì trong này hết đó thì có hai cách để chúng ta có thể chỉnh lại cái câu này nhưng mà cái 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 phương pháp để chỉnh chúng ta dùng hai cách nhưng mà cái phương pháp chỉnh để chỉnh đó là các bạn cần phải nêu rõ cái chủ ngữ trong này ra đó thì hai cách chỉnh sẽ là như sau Cách đầu tiên đó là các bạn sẽ thêm chủ ngữ vào ở phía trước này để cho chúng ta biết ai là người cảm thấy cô đơn và ai là người bị rớt hết những cái môn học này. Chúng ta sẽ thêm chủ ngữ vào này và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại những cái động từ gốc ở trong cái câu ban đầu của người ta. Thì bây giờ cái câu mà được chỉnh lại thì nó sẽ như thế này. He, đây mình có đây là chủ ngữ he này. Rồi và tiếp theo phía này mình có động từ là felt lonely, cảm thấy cô đơn này. Rồi sau này cũng có tiếp cái động từ là failing, bị rớt hầu hết những môn học này. Các có các cái cái bộ ngữ ví dụ như là lonely cô đơn này rồi thêm bộ ngữ nữa là most of his classes nữa này đó thì lúc bấy giờ cái câu này nó mới hoàn chỉnh chúng ta có chủ ngữ này chúng ta có động từ này đó thì đây là cách sửa đầu tiên cách sửa thứ hai là các bạn sẽ vẫn giữ lại nguyên cái câu gốc của họ này mình chép xuống dưới này đó nhưng mà lúc bấy giờ thì chỗ này mình không có chấm câu nữa mà chỗ này mình phẩy và sau đó mình sẽ thêm chủ ngữ và động từ chỉnh vào phía sau như vậy lúc bấy giờ là cái câu gốc của người ta xuống dưới này kết thúc bằng dấu phẩy thì cái chỗ này nó đã trở thành một cái mệnh đề ờ, cụ thể ở đây là mệnh đề phụ thuộc mình viết tắt nha các bạn chỗ này là tiếng anh đi mệnh đề phụ thuộc independent clause Xong, mình xin lỗi dependent clause Xong thì nguyên cái khúc phía trước này nó sẽ là mệnh đề phụ thuộc và sau đó nguyên cái khúc ở phía sau này nó sẽ là mệnh đề độc lập nguyên cái vế ở phía sau này nó sẽ là mệnh đề độc lập và cụ thể ở trong cái mệnh đề độc lập này thì mình có chủ ngữ này là bạn sinh viên này và mình có động từ này là quyết định này ở phía sau này nó sẽ là bổ ngữ ở phía sau này Rồi thì lúc bấy giờ cái câu này nó sẽ trở thành cảm thấy cô đơn và rớt hầu hết những môn học thì bạn sinh viên đã quyết định một cách rất là khôn ngoan đó là hẹn một cuộc hẹn với lại cái người tư vấn của anh ấy người tư vấn của bạn ấy đó, chúng ta có chủ ngữ chúng ta có động từ này lúc bấy giờ cả cái câu này nó mới là một câu hoàn chỉnh đó thì từ cái lỗi sai ban đầu các bạn có hai cách sửa cách sửa số 1 này cách sửa số 2 này và dĩ nhiên cách sửa số 2 nó sẽ hay hơn tại vì lúc bấy giờ cái câu này nó dài hơn này và nó có một mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề độc lập này đó thì nó là một câu phức rồi còn trên này ấy, từ từ cái câu gốc ban đầu mà các bạn sửa thành cái câu trên này ấy, thì nó cũng chỉ là câu đơn thôi Nó đúng nhưng mà nó không hay Còn cái cách sửa phía dưới này là nó vừa đúng Mà nó vừa hay hơn nữa nè, Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ số 4 Mình cũng sẽ dịch cái chỗ này ra nha Many young people who leave home At an early age Chấm, chấm câu Có nghĩa là đây là một câu thì Rất nhiều những người trẻ tuổi Những người mà rời nhà từ một độ tuổi Rất khá là sớm chấm dịch tiếng việt ra là các bạn cũng thấy cái câu này nó bị nửa vời nó chưa có hoàn chỉnh rồi thì cái câu này vốn dĩ nó chỉ mới là một cái mệnh đề nó nó chỉ mới là một cái cụm danh từ thôi nó có thêm một cái mệnh đề quan hệ ở phía sau đây, ở phía trước này của nó là một cụm danh từ now phrase này mình viết tắt nhé đây cụm danh từ là rất nhiều người trẻ tuổi và ở phía sau này bắt đầu từ cái từ who ấy ở phía sau này nó là relative clause mệnh đề quan hệ thì tóm lại nguyên cả cái cụm này luôn ấy thì nó chỉ mới có chức năng là chủ ngữ thôi tức là rất nhiều những người trẻ tuổi những người mà rời nhà từ độ tuổi sớm ấy thì những người ấy như thế nào không thấy động từ gì phía sau này hết Đó, người ta cũng không có rõ ý gì hết rồi thì cách để các bạn sửa lại cách để các bạn chỉnh lại cái câu này thì mình cũng giới thiệu với các bạn hai cách nha Rồi, Cách sửa đầu tiên đó là các bạn sẽ phá vỡ cái mệnh đề quan hệ ở phía sau này đi Và các bạn biến nó trở thành một câu đơn bình thường với chủ ngữ và động từ thôi Biến một cách đơn giản thôi Thì mình sẽ chỉnh nó lại thành là rất nhiều người trẻ tuổi rời nhà từ rất sớm đó, Thì nó là một câu đơn bình thường và ở đây chúng ta có chủ ngữ nè là rất nhiều người trẻ tuổi này xong rồi mình có vị ngữ rồi nhà nè đó rồi nguyên cái khúc phía sau là mình có bổ ngữ này rồi thì đây là một câu đơn rất là bình thường rồi mình nếu như các bạn muốn chỉnh sửa mà các bạn còn muốn nâng cấp cho nó hay lên nữa thì mình có cái cách sửa thứ hai đó là các bạn sẽ chép lại trang cái câu gốc ban đầu của họ xuống này thì giữ này mình chép lại trang này đó, và nguyên cái cụm mà mình chép lại này thì nó sẽ có chức năng là chủ ngữ này rất nhiều những người trẻ tuổi những người mà rời nhà từ sớm sau đó phía sau này mình mới có động từ này không có khả năng quản lý tiền bạc tốt này nguyên cái uh, nguyên cái cái compliment nguyên cái bộ ngữ ở phía sau lúc bấy giờ câu này nó cũng có đầy đủ này chủ ngữ này động từ này đó và cái chủ ngữ này còn làm có chứa một cái mệnh đề quan hệ ở phía trong ở phía trong của nó nữa phức khá là hay đó thì từ một cái câu bị sai ban đầu có hai cách để các bạn sửa cái cách số 1 là chúng ta chỉ mới sửa đúng thôi còn cái cách số 2 chúng ta vừa sửa đúng mà còn vừa nâng cấp câu lên nữa rồi và như vậy là mình đã giới thiệu với các bạn về cái vấn đề đầu tiên chúng ta thường gặp phải khi chúng ta viết câu đó là cái câu của chúng ta nó chưa có được hoàn chỉnh vì nhiều lý do có thể là thiếu động từ có thể là thiếu chủ ngữ có thể là cái câu đó chỉ mới là một cái mệnh đề phụ thuộc mà thôi vân vân đó, thì bây giờ là tới lượt các bạn chúng ta thử vận dụng những cái kiến thức chúng ta vừa Vừa được tìm hiểu ở phần đầu của video để các bạn chỉnh cái, cái lỗi của cái câu ở bên dưới. thì ở đây người ta có cho mình một cái câu gốc ban đầu này nhưng mà cái câu này là nó chưa hoàn chỉnh và người ta yêu cầu các bạn là phải biến cái câu này trở thành một cái câu được hoàn chỉnh. mình sẽ dịch cái câu này ra trước nhé. Working during the morning and attending classes during the afternoon. Làm việc suốt buổi sáng và còn phải đi học những cái lớp học suốt buổi chiều nữa. Chấm thì chuyện gì xảy ra? Vậy cái câu này nó chưa hoàn chỉnh. Các bạn thử dành khoảng tầm 1 2 phút các bạn nâng cấp các bạn chỉnh sửa lại cái câu này nhé. Và đây là những gợi ý của mình để giúp các bạn chỉnh lại cái lỗi sai ở trong cái câu ban đầu thì mình có cho các bạn ba gợi ý về cái cách sửa lỗi nha. Gợi ý đầu tiên đó là các bạn từ cái câu gốc ban đầu bị thiếu chủ ngữ thì các bạn thêm chủ ngữ vào thôi. Đây là cách đơn giản nhất mà các bạn biến nó thành câu đơn có chủ ngữ. Đó thì ở đây mình thêm cái chủ ngữ là tôi vào này. Này. sau đó thì mình có động từ là có tôi là làm việc nè và đi học nè. đó và nguyên những cái từ cụm từ ở phía sau là nó là bổ ngữ thì lúc bấy giờ cái câu của các bạn là nó đã đầy đủ rồi nó là một câu đơn đầy đủ có chủ ngữ này có động từ này tôi làm việc xuyên suốt buổi sáng và còn phải đi học xuyên suốt buổi chiều nữa chấm rồi thì đây cách sửa đơn giản nhất nha Ngoài ra các bạn cũng có thể sửa và đồng thời các bạn cũng nâng cấp câu lên một tí Thì mình có gợi ý cái cách sửa số 2 này thì Mình sẽ chép lại y chang cái câu ban đầu của người ta Làm việc xuyên suốt buổi sáng và đi học xuyên suốt buổi chiều Thì lúc bấy giờ cái này nó sẽ đóng vai trò Đó là chủ ngữ Rồi và tiếp theo là nó sẽ là động từ Mình có cái động từ là make này đó, và ở phía sau mình có vị ngữ mình có bổ ngữ như vậy bây giờ cái câu này dịch ra sẽ là làm việc xuyên suốt buổi sáng và phải đi học xuyên suốt buổi chiều làm tôi cảm thấy mệt mỏi rồi và ngoài ra còn cái câu này thì cũng là câu đơn thôi các bạn nha nó có chủ ngữ này rồi nó có động từ này đó, nó cũng là câu đơn mà nó dài hơn câu ở trên này một tí câu dưới này thì dài hơn câu trên này rồi ngoài ra còn có cách sửa số 3 nữa các bạn nha thì mình cũng chép lại nguyên cái cái câu gốc của họ này làm việc xuyên suốt buổi sáng và phải đi học xuyên suốt buổi chiều phải bây giờ mình thêm một cái mệnh đề ở phía sau tôi thường cảm thấy kiệt sức thì lúc bấy giờ ở đây mình có chủ ngữ này tôi này rồi mình có động từ cảm thấy này đó rồi mình có bộ ngữ mình cảm, thường cảm thấy bị kiệt sức ở phía trước này lúc bây giờ nó đã biến thành một cái mệnh đề phụ thuộc nó phải thuộc phụ thuộc vào cái mệnh đề phía sau này đó và trước này mình lược chủ ngữ tại vì là chủ ngữ của hai cái mệnh đề này đều là tôi hết nên mình lược phía trước này mình lược chỉ thêm vớp in vào động từ thôi đó thì cái câu số 3 này nó sẽ hay hơn hẳn vì nó có tới hai mệnh đề ở trong câu luôn một mệnh đề phụ thuộc ở phía trước này và một mệnh đề độc lập ở phía sau này như vậy nó là câu phức, còn cái ví dụ này và cái ví dụ này thì nó chỉ là câu đơn thôi. Đó thì mình giới thiệu với các bạn ba cái cách sửa lỗi sai. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với cái vấn đề thứ hai thường gặp khi viết câu đó là choppy sentences tức là câu quá ngắn. Thật ra cái này cũng không phải là lỗi sai đâu các bạn, nhưng mà chỉ là nó không hay thôi vì cái câu nó bị ngắn quá. Thì các bạn có thể xem cái cái ví dụ ở trên màn hình như sau đây trên màn hình cái ví dụ này là một đoạn văn ngắn và trong này có năm trong này có 5 câu nhưng mà tuy nhiên cả năm câu này nó lại bị ngắn mình sẽ phân tích mình sẽ dịch ra cho các bạn hình dung được nha thì gió là một nguồn năng lượng rất là bền vững rất là lâu dài rồi nước cũng là một nguồn năng lượng không có giới hạn rồi cái đập nước đập thủy điện ấy các bạn cái đập nước thì sản xuất ra cái năng lượng thủy điện này và chúng chúng đã tồn tại rất là lâu rồi. Tối xây gió thì lại là khá là mới. Đó. Thì những câu này về ngữ pháp thì nó không có lỗi sai. Các bạn thấy là đều những câu này đều là câu đơn và đều có đầy đủ chủ ngữ này, wind, này, water, này, dams, này, day, này, windmills này có chủ ngữ và nó cũng đều có động từ chính, is, này, is produce have existed, are này. tức là đầy đủ hết, không có lỗi sai gì về ngữ pháp hết. Tuy nhiên, ví dụ nếu như mà các bạn đi thi IELTS Mà các bạn viết bài luận mà cái bài luận của các bạn toàn những câu như thế này Nó không có lỗi sai, nhưng mà những câu như thế này Thì chắc chắn là điểm phần viết nó không thể nào Nó đạt được 6.5 trở lên Mà 6.5 là cái mức điểm trung bình ấy Đó, Vì cái câu như này nó quá ngắn Nó không có thể hiện được cái khả năng Kỹ năng viết của cái người học Rồi thì cái cách để chúng ta Làm cho nó hay hơn ấy, thì rất là đơn giản Rồi Là các bạn, bây giờ các bạn kết hợp làm sao Cho những cái câu này nó dài ra hơn thôi Đó thì cái cách để chúng ta sửa cái đoạn văn số 1 này lại khi các bạn nhìn vào đoạn văn số 1 các bạn sẽ thấy là những cái câu năng đơn này ấy thì nó đều thể hiện những cái ý nghĩa khá là tương đương nhau nó đồng đều nó ngang nhau ấy ở đây là nói về gió đây nói về nước đây nói về đập thủy điện này đó rồi đây là nói về cố xây gió này là cái ý nghĩa nó ngang nhau không có cái câu nào quá quan trọng hơn là cái câu nào hết đó thì đối với những cái câu mà nó xem xem nó tương đồng nó ngang nhau như thế này thì cái cách sửa đó là các bạn sẽ thêm những cái coordinators những cái từ nối mà thuộc cái cột Coordinators, các bạn thêm vào để các bạn nối những cái câu này là nối những cái câu này lại thì những từ nối coordinators là gì các bạn có thể có thể xem lại cái video tập 3 trong video tập 3 có liệt kê một loạt những cái từ nối ở trong cái bảng từ nối ấy thì các bạn kéo xuống dưới phần description mình có để link ở bên dưới nhé thì khi mà thêm từ nối vào để kết hợp những câu này lại thì chúng ta sẽ cho ra cái kết quả như thế này. Both wind and water, cả gió lẫn nước, đều là những nguồn năng lượng rất uh, rất là lâu dài. nó thì ở đây mình dùng từ nối both and này, tại vì cái hai cái câu này về gió với về nước thì cái nghĩa nó như nhau, tức là đều nói là hai cái nguồn năng lượng này là rất là bền vững lâu dài. Đó, thì mình gộp hai câu này lại thành một ý thôi. Rồi và hai câu phía sau đập thủy điện là cho ra năng lượng uh, đập thủy điện là cho ra cái nguồn năng lượng thủy điện và những cái đập thủy điện thì đã tồn tại rất là lâu nó còn cối xây gió thì lại khá xuất hiện gần đây thôi khá là mới thì hai câu này các bạn thấy một vế là nói là từ lâu đã có rồi này còn cái câu kia lại nói là khá là mới này thì bây giờ mình gộp hai cái câu này lại thành một và mình dùng cái từ nối bớt thể hiện hai cái ý mà nó trái nhau đó, thì trong đập thủy điện là cho ra nguồn năng lượng thủy điện từ rất lâu rồi nhưng mà cối xây gió thì lại khá là mới dùng từ nối bớt thì các bạn thấy là từ một cái đoạn văn có năm cái câu rất là ngắn chúng ta kết hợp nó lại thành chỉ còn có hai câu thôi ý là vẫn giữ nguyên không thêm không bớt ý gì trong cái đoạn văn gốc của người ta hết nhưng mà dưới này chỉ có hai câu thôi và nó dài hơn hẳn nó là câu ghép thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều ở ví dụ số 2 các bạn cũng thấy là cái đoạn văn đã cho cũng là một loạt những cái câu rất là ngắn và là, là câu đơn choppy sentences thì mình sẽ dịch nhanh qua cái đoạn này nha. We must find new sources of energy. Chúng ta phải tìm những cái nguồn năng lượng mới. Natural sources of of energy are dwindling. Những cái nguồn năng lượng uh, tự nhiên thì đang thu hẹp dần, đang đang mất dần, đang ít dần ấy And solar energy is a promising new source năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng khá là hứa hẹn trong tương lai. Solar energy is energy from the sun. Năng lượng mặt trời chính là năng lượng đến từ mặt trời ấy. Rồi thì đây nó có bốn câu đơn. À, và cái lỗi mắc phải cũng giống hệt như cái ví dụ số 1 tức là câu nó bị quá ngắn thì cái cách chúng ta chỉnh đoạn này lại đó là chúng ta cũng sẽ tự sử dụng từ nối để chúng ta nối những cái câu này lại để trở thành những cái câu dài hơn đó. tuy nhiên nó chỉ hơi khác một tí so với cái ví dụ số 1 ban nãy đó là trong khi cái ví dụ ban nãy thì những cái câu cái mức quan trọng cái, cái ý nghĩa thì nó nó ngang nhau nó tương đồng nhau ấy thì trong cái đoạn này các bạn sẽ thấy là một số câu thì cái tầng ý nghĩa của nó sẽ quan trọng hơn mình ví dụ nhé ở đây cái câu này chúng ta phải tìm nguồn năng lượng mới nguồn năng lượng tự nhiên đang thu hẹp dần thì các bạn sẽ thấy cái câu này khi mà chúng ta gộp lại thì cái câu này nó sẽ quan trọng hơn nó mang cái ý chính hơn là chúng ta phải đi tìm nguồn năng lượng mới còn phía sau này chỉ là cái lý do vì sao phải đi tìm nguồn năng lượng mới thôi là vì năng lượng tự nhiên nó đang thu hẹp dần rồi tương tự hai cái cặp câu ở dưới này các bạn cũng sẽ thấy này năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng rất là hứa hẹn. Năng lượng mặt trời là năng lượng lấy từ mặt trời. Các bạn sẽ thấy là cái ý chỗ cái vế câu này thì nó sẽ quan trọng hơn, nó chính hơn. Còn cái chỗ phía sau này nó chỉ là đơn thuần giải thích solar energy là cái gì thôi. Đó, thì khi mà có một số câu đứng gần nhau nhưng mà có một số câu nghĩa nó quan trọng hơn. Đó thì chúng ta sẽ không có dùng từ nối coordinators giống cái đoạn số 1 mà chúng ta sẽ phải dùng từ nối subordinators để chúng ta nối mệnh đề phụ thuộc và mệnh đề độc lập đấy các bạn đó thì cũng các bạn cũng có thể quay trở lại cái video cái tập số 3 mình sẽ để link bên dưới phần description để các bạn xem cái danh sách những cái subordinators đã được liệt kê ở trong cái video số 3 đó thì ở dưới đây mình có đề xuất một cái cách chỉnh lại cái đoạn văn này thì các bạn xem nhé hai câu đầu là mình gộp lại thành một này hai câu sau là mình gộp lại thành một này thì khi đó chúng ta sẽ có We must find new sources of energy. Chúng ta phải tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Because mình sử dụng từ nối because ở đây để mình nối về nguyên nhân và kết quả. Bởi vì năng lượng tự nhiên nó đã thu hẹp dần rồi. Chấm. Mình được một câu phức ở đây. Rồi tiếp theo mình nối hai cái câu cuối này lại này thì nó sẽ thành ra là solar energy phải cái chính là cái nguồn năng lượng từ mặt trời ấy phải là một nguồn năng lượng khá là hứa hẹn. Đó, thì mình sẽ lấy cái câu phía sau này lại mình biến nó trở thành một mệnh đề quan hệ nằm ở giữa này để nó bổ sung ý nghĩa cho cái solar energy Đó, thì dưới này mình sẽ có solar energy nó sẽ là chủ ngữ này các bạn Đó, và nguyên cái này chính là cái chủ ngữ lớn này và chủ này sẽ là động từ này is này Đó, và sau này là complement subject complement nó bổ nghĩa thêm cho cái cái chủ ngữ ở phía trước Đó, và đây là một câu phức Vậy thì qua hai cái ví dụ, ví dụ số 1 và số 2 thì các bạn sẽ thấy là không phải lúc nào mình cũng viết dài và viết nhiều là đồng nghĩa với việc mình được điểm cao. Dài chưa chắc nó đã hay bằng viết ngắn chỉ có hai câu thôi nè, nhưng mà ở đây mình có hai câu phức thì điểm nó sẽ cao hơn hẳn. Đó, thì đây là cái lỗi được xếp vào cái lỗi đó là choppy sentences, câu quá ngắn. Rồi, thì bây giờ sẽ có một cái câu nhỏ như thế này để cho các bạn vận dụng. Chúng ta điều chỉnh cái câu choppy sentences này lại nhé mình sẽ dịch nhanh qua cái câu gốc của người ta. Gasoline became expensive. Khí đốt thì đã đã trở nên rất là đắt đỏ. Uh, Automobile manufacturers began to produce smaller cars. thì các nhà sản xuất người ta sẽ bắt đầu là người ta sản xuất những cái xe nhỏ hơn. Smaller cars use less gasoline. Uh, những cái xe nhỏ hơn thì sẽ sử dụng khí đốt ít hơn. từ này là gasoline nhé. rồi thì đây có ba câu ngắn và các bạn thử dành ra khoảng tầm một hai phút để các bạn làm sao chúng ta gột ba cái câu này lại bằng một cách gì đó bằng từ nối gì đó để cho cái câu nó trở nên nó dài hơn một tí nha và đây là đề xuất của mình để điều chỉnh ba câu đơn này lại nha thì mình sẽ ghép cả ba câu này ba câu này lại thành một câu luôn và mình sẽ sử dụng một số những cái từ nối bao gồm là từ because nè và đây mình có thêm từ which nữa này và khi đó cái câu này nó sẽ trở thành là đầu tiên là mệnh đề nguyên nhân này bởi vì khí đốt trở nên đắt đỏ phải và kết quả sẽ là các nhà sản xuất bắt đầu sản xuất những cái xe nhỏ hơn mà mình sẽ thêm một cái vế mệnh đề quan hệ nhỏ nhỏ để giải thích những cái mà tức là những cái xe mà nhỏ hơn này ấy thì sẽ dùng ít cái khí đốt hơn thì từ ba câu ngắn chúng ta thành một câu cái này là câu phức qua một vài cái ví dụ như thế này thì các bạn sẽ hình dung ra được choppy sentences là cái cái vấn đề về câu như thế nào và có những cái cách gì để chúng ta điều chỉnh nó. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái loại vấn đề thường gặp thứ ba đó là những vấn đề mà nó liên quan tới sự kết hợp các cái mệnh đề ở trong câu. Đó. Thì cái tên của cái vấn đề đó là run-on sentences và comma splices. Thì cụ thể là run-on sentences và comma splices là nó trông như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ xem thử cái ví dụ ở trên các bạn nhìn cái ví dụ trên màn hình nhé. Thế là run-on sentence là cái vấn đề gì? Thì cái, một cái câu mà được gọi là run-on sentence có nghĩa là cái câu đó mà two or more independent clauses hai hoặc là nhiều những cái mệnh đề độc lập ở trong cái câu đó được viết sát vào nhau nhưng mà lại không có dấu câu gì cả. thì cái cái định nghĩa này nó hơi dài, các bạn cứ hiểu đại khái là trong cái câu đó cứ viết nguyên một lèo mà nó không có dấu, không có dấu câu thì mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ trong cái câu số 1 này nha. Gia đình của tôi tới Úc, sau đó thì họ lại di cư tới Canada. Các bạn thấy trong câu này này nó có tới hai mệnh đề độc lập. Đây mình sẽ chỉ ra cho các bạn thấy nha. Mệnh đề độc lập đầu tiên này sau này thêm một cái mệnh đề nữa này mệnh đề độc lập đầu, mệnh đề độc lập đầu tiên có chủ ngữ này rồi có động từ này sau này cũng lại có chủ ngữ này lại có động từ này. Nó thành ra mình không có được viết liền và dính vào như vậy. Hủng hồ gì ở đây các bạn thấy là nó có cái từ nối đó là then. Thì nếu như các bạn xem ở trong cái bảng uh, table of transition signals nằm ở tập số 3 của cái series dạy viết này ấy. Nó thì nếu như các bạn xem trong cái bảng từ nối đó các bạn sẽ thấy then là một từ mà được xếp vào cái nhóm là sub uh, cái nhóm là sentence connectors, nghĩa là nó chỉ dùng để nối hai câu với nhau thôi nó còn nó không bao giờ mà nó được dùng ở trong giữa câu mà lại không thấy dấu chấm gì trong này hết. Đó, thì để chỉnh cái câu này lại, các bạn sẽ tách hai cái mẹ đề độc lập này ra thành hai câu trong này thôi. Thì ở đây mình sẽ viết lại nha. My family. các bạn chép y chang lại cái câu ở phía trên. Chép cho tới cái từ là Australia, các bạn chấm đây. Kết thúc một câu đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ dùng cái từ nối then mình xin lỗi đây không có dấu phẩy nha then đây rồi các bạn chép lại cho đến cái từ Canada rồi như vậy là mình sẽ chỉnh nguyên một câu này mình tách nó ra thành hai câu đơn ngắn Lý do là vì rõ ràng trong này có hai mệnh đề độc lập và từ nối then thì chỉ được dùng để nối câu mà thôi chứ không có nhét ở giữa câu như thế này rồi, mình sẽ chỉ thêm một ví dụ nữa nha các bạn cũng là cái cái câu ban nãy nhưng mà trong khi lúc nãy cái lỗi á, là không có dấu câu, bị thiếu dấu câu Thì ở đây cái lỗi mà gọi là comma splice lại là cái lỗi bị dùng bị sai cái dấu câu Đây các bạn thấy ở đây dùng dấu phẩy nè đó, thì cách sửa thì cũng sẽ y như cái câu số 1 lúc nãy thôi Đó là các bạn viết lại cái vế ban đầu đó, Sau đó các bạn thay cái dấu phẩy này thành dấu chấm đây, Mình quay trở lại cái câu lúc nãy nha Đây các bạn sửa lại y chang như thế này là được thôi đó, Mình khỏi viết lại dưới này nha Hợp mà Uh, comma, splice và cái trường hợp run on sentence nó đều liên quan tới dấu câu mình nối các cái mệnh đề trong câu bị sai lý do là vì mình dùng dấu câu bị sai thôi thì cái cái vấn đề cái những cái lỗi về câu mà thuộc cái nhóm này thì nó cũng khá là đơn giản so với hai cái nhóm lúc nãy thì bây giờ các bạn thử làm một cái bài tập vận dụng nha thì đây có một câu mà cũng bị gặp vấn đề liên quan tới dấu câu nối mệnh đề thì các bạn thử dành tầm một hai phút để mình điều chỉnh cái lỗi sai này lại nhé. và đây mình đề xuất cách chỉnh cái câu này lại cho các bạn cái cách chỉnh sửa thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn sẽ thấy trong câu này rõ ràng là nó chứa hai mệnh đề độc lập này mệnh đề đầu tiên có chủ ngữ là skiing động từ is và mệnh đề thứ hai chủ ngữ you động từ break can easily break um, skiing trực tuyết là một môn thể thao nguy hiểm bạn có thể dễ dàng bị gãy chân hoặc là gãy cổ rồi thì mình xác định được hai mệnh đề như thế này rồi thì mình tách nó ra thôi mình thêm dấu chấm vào ngay đây thôi thì cái cách chỉnh lại cũng khá là đơn giản Rồi, và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn cái vấn đề cuối cùng mà khi chúng ta viết tiếng anh chúng ta thường bị mắc phải đó là stringy sentences tức là cái câu mà có quá nhiều mệnh đề độc lập ở trong đó thì cụ thể là như thế nào các bạn sẽ nhìn cái ví dụ ở trên màn hình như sau cái câu gốc ở đây người ta cho này Many students attend classes all morning rất nhiều sinh viên tham gia lớp học suốt cả sáng phải and then they work all afternoon sau đó thì phải làm việc cả buổi chiều phải and they also have to study at night và rồi họ cũng phải học ban đêm nữa phải so they are usually exhausted by the weekend do đó họ thường cảm thấy kiệt sức khi mà tới cuối tuần chấm thì không biết các bạn có cảm nhận gì về cái một loạt những cái cái mệnh đề trong cái câu này không đó, cái vấn đề mà cái câu này gặp phải đó là các bạn thấy nó cứ dài, nó dài, nó dài mãi, nó không có ngừng lại ấy. Người ta đọc người ta cũng cũng hết cả hơi ấy. Đó, thì câu này nó có quá nhiều mệnh để độc lập, nó phân chia với nhau bởi dấu phẩy. Quá dài. Không phải lúc nào viết câu dài nó cũng là hay và đúng nha các bạn. Viết câu dài nhưng mà mình cũng phải viết một cách nó logic, nó cũng dài vừa vừa thôi chứ dài như này là dài quá rồi. thì cái cách để chỉnh lại cái câu này đó là các bạn tách bớt nó ra thôi, đừng có để nó dài như vậy và các bạn thêm từ nối vào để chúng ta kết hợp những cái chỗ nào mà các bạn thấy có thể kết hợp lại được thì các bạn nên kết hợp lại Đó, làm sao mà trong một câu thì thì có tầm khoảng hai mệnh đề độc lập thôi là được rồi chứ đến đây là một câu mà có tới một hai ba bốn một câu mà có tới bốn mệnh đề độc lập luôn là quá dài rồi thì mình đề xuất cái cách chỉnh lại như sau ở đây có hai đề xuất để các bạn chỉnh sửa cái cái câu phía trên này lại nhé. Đề xuất thứ nhất đó là các bạn chỉnh lại thành hai câu. Ở đây có dấu chấm này. Thì cái câu đầu tiên này là mình đã gộp hai cái mệnh đề độc lập này lại với nhau. Mình giữ chỉ còn một chủ ngữ là many students thôi. Đó thì ở đây mình có chủ ngữ này. Many students, rất nhiều sinh viên. Và sau đó mình có động từ đó là tham gia lớp học và làm việc cả buổi chiều chấm như vậy đây là một câu đơn mà tiếp theo hai cái mệnh đề độc lập ở phía sau bắt đầu từ chỗ and day on sau này cho tới đây này thì mình gộp lại thành một câu phức và mình sử dụng uh, cái từ nối đó là since có nghĩa là bởi vì ấy, từ nối thêm từ nối này để chúng ta thể hiện cái mối quan hệ là nguyên nhân và kết quả bởi vì họ cũng phải học ban đêm nữa nên là họ thường kiệt sức vào cuối tuần đây, đây là một câu phức có mệnh đề phụ thuộc đó là à, chỗ này này có chủ ngữ này có động từ này và sau dấu phẩy là mệnh đề độc lập cũng có chủ ngữ này và có động từ này rồi và cái đề xuất thứ hai để các bạn chỉnh sửa lại đó là các bạn gộp hết tất cả những cái câu này lại luôn à mình xin lỗi không gộp hết tất cả những cái mệnh đề quan hệ này lại luôn chỉ thành một câu duy nhất thôi và ở đây người ta sử dụng cái từ nối đó là because để chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Thì từ cái chữ because này cho tới chỗ cái dấu phẩy này thì đây là mệnh đề phụ thuộc. Và sau này từ cái chỗ they are tới chỗ weekend này là mệnh đề độc lập. Như vậy mình có cái mệnh đề độc lập gốc đó là họ thường kiệt sức vào cuối tuần và mệnh đề phụ thuộc chỉ nguyên nhân bởi vì rất nhiều sinh viên phải Uh, học buổi sáng làm buổi chiều học thêm ban đêm nữa Đó, thì ở đây chúng ta có cái mệnh đề phụ thuộc chủ ngữ à, mình xin lỗi mệnh đề độc lập chủ ngữ là đây này động từ là are này nó còn cái mệnh đề phụ thuộc ở phía trên này mình có chủ ngữ là many students này và một loạt những cái động từ attend này, work này, study này Đúng rồi thì có hai cái đề xuất cho các bạn về cái cách để chúng ta có thể vừa tách hoặc là chúng ta ghép những cái mệnh đề độc lập này lại thành câu chứ không để nó dài như thế này Rồi thì hy vọng là các bạn đã hiểu cái stringy sentences là gì thì đây mình có một cái bài tập vận dụng nhỏ để cho các bạn uh, điều chỉnh cái câu của người ta lại nha mình, mình dịch cái câu này ra nha thì anh ấy tham gia vào lớp học toán nâng cao nhưng anh ấy thấy nó quá khó do đó anh ấy đã bỏ nó thì đây là nguyên một câu này nhưng mà trong câu này nó có tới ba cái mệnh đề độc lập thì chúng ta sẽ chỉnh nó lại các bạn dành tầm khoảng một phút các bạn điều chỉnh câu này lại nha Rồi, và ở đây mình có đề xuất cái cách để kết hợp những cái mệnh đề quan hệ này lại như sau thì mình sẽ gộp hết ba cái mệnh đề quan hệ này lại nha và những từ nối mình đã sử dụng đó là từ because và từ nối which để tạo cái mệnh đề quan hệ thì bây giờ cái câu này nó sẽ trở thành một câu phức như sau à, mình lỗi câu này nó sẽ đúng rồi, câu này nó sẽ trở thành một câu phức bởi vì anh ấy nhận thấy là cái lớp toán nâng cao cái lớp mà anh ấy đã tham dự vào ấy quá khó anh ấy đã bỏ nó luôn đó, thì ở đây các bạn sẽ thấy là có những cái mệnh đề phụ thuộc những cái mệnh đề độc lập như sau mình sẽ chỉ cái mệnh đề độc lập trước nha mệnh đề độc lập là ở đây anh ấy bỏ nó không học lớp này nữa và nguyên cái phía trước các bạn sẽ thấy nguyên cái bé phía trước nó là cái mệnh đề phụ thuộc nó chỉ nó làm rõ cái nguyên nhân là vì sao anh này bỏ học cái môn này thì trong cái mệnh đề phụ thuộc này nhá nó sẽ có một cái mệnh đề phụ thuộc nhỏ là cái mệnh đề quan hệ này mình sẽ chỉ ra đây cho các bạn thấy nha mệnh đề nó nhỏ nhỏ chỗ này thì ở đây Uh, cái mệnh đề nhỏ nhỏ này nó cũng có chủ ngữ này rồi nó cũng có cái động từ này Đó. rồi cái mệnh đề phụ thuộc nhỏ nhỏ này nó nằm trong cái mệnh đề phụ thuộc lớn hơn thì cái mệnh đề phụ thuộc lớn hơn là đây mình cũng highlight nó lên là cái màu vàng thì cái mệnh đề phụ thuộc lớn hơn này nó cũng có chủ ngữ này nó cũng có động từ này Đó. và phía sau này là bổ ngữ Đó. thì bởi vì anh ấy nhận thấy cái lớp này nó khó mà cái lớp này là cái lớp mà anh ấy tham gia vào ấy, thì đây là cả cái mệnh đề phụ thuộc. Vậy mình hy vọng là qua cái ví dụ và các bài tập ngắn này thì các bạn cũng phần nào hình dung được là cái câu mà nó có quá nhiều mệnh đề độc lập thì nó cần phải chỉnh sửa nó như thế nào. Và như vậy là mình đã cùng với các bạn tìm hiểu về những vấn đề thường gặp trong quá trình viết câu tiếng Anh. Thì nếu như các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share và nhất là subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Thì mình sẽ quay trở lại với nhiều video giúp các bạn tự học tiếng Anh, đặc biệt là tự học cách viết tiếng Anh hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn học tốt. Bye!